làm sao đây? Tổng giám đốc Ngôn đẹp trai quá đi. Lúc anh ấy khen chị, trong mắt như có ánh sáng vậy. Hình như em gặp được Hiên rồi. Sao lại là câu nói hình thức được? Chị nhìn bình luận của cư dân mạng nè, tâm trạng họ cũng giống như em vậy. Bọn em đâu có bị mù. Chị không những bị mù còn điếc nữa. Kia, điện thoại chị đang reo mà chị không nghe thấy, còn bảo không điếc. Trời mưa bão mà chị muốn đi đâu? Ê, em đi cùng chị. Chị cô gái ngày trời bão mà đi cà phê mạng sao? Không chừng nơi đó đóng cửa rồi. Em chắc chắn muốn xuống ở đây à? Mưa to gió lớn, tiệm cà phê mạng không mở cửa mà. sĩ, anh chắc chắn chị ấy chỉ bị thương ngoài da chứ? Theo kinh nghiệm thì chắc không vấn đề gì. Sắp có ảnh chụp CT não rồi. Tôi ra ngoài trước, chờ cô ấy tỉnh lại đã. Hả? Vậy khi nào chị ấy mới tỉnh lại? Bị hoảng sợ quá, đã tiêm thuốc an thần rồi, nên chắc ngủ say hơn. Chị tỉnh rồi. Chị thấy sao? Buồn ngủ. Chị thật sự không thấy khó chịu chỗ nào sao? Em gọi bác sĩ tới ngay. Chị cũng biết sợ à? Người ta mới bị chị dọa cho chết đó. May mà chị né nhanh, không bị rơi trúng. Chị nói xem, trời mưa bão mà còn chạy lung tung. Chị nhìn kìa, đầu óc chị chẳng tỉnh táo chút nào. Em thấy thôi khoan hãy xuất viện vội, kiểm tra thêm chút đã. Ê, bác sĩ sắp tới rồi. Kết quả kiểm tra không có vấn đề, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Nhưng bác sĩ à, em cảm thấy đầu chị ấy vẫn còn mơ màng. Bị dọa sợ, khó tránh mà. Em không dám nói chị có duyên với bệnh viện bọn em nữa. Rõ ràng sáng hôm qua vừa tới, sao buổi tối lại có mặt nữa rồi? Em quên giới thiệu, đây là bác sĩ Tần. Bác sĩ Quan ra nước ngoài tham gia diễn đàn y học. May mà anh ấy không ở đây, em cũng không dám cho anh ấy biết. Nhỡ biết được anh ấy không sốt ruột phát điên mới lạ đó. Đúng vậy, lạ thật. Tháng trước nó muốn từ chối, tự dưng lại quyết định đi. Anh ấy phải ra nước ngoài một tuần mà không nói với chị sao? Nghe nói là tài xế taxi đi ngang nghe thấy tiếng vang lớn, tận mắt nhìn thấy bản quảng cáo bị gió bão thổi sập xuống. Sau đó thấy chị bị ngất bên cạnh nên vội vã gọi cấp cứu. Hư Phong gì? Đêm qua chỉ có gió bão thôi. giờ này vừa về à? Trang Châu, sao lại bị thương? Hôm qua còn lành lặn mà. Ra nước ngoài. Ồ, thế à? Thảo nào chưa lấy chuyển phát nhanh hôm qua. Cái gì? Tin tức nói đêm mưa bão đã xảy ra rất nhiều sự cố thương tâm ngoài ý muốn. Chẳng lẽ trong đó có em? Em không sao chứ? Em điên rồi à? Chẳng phải hôm qua họp báo ư? Đang yên đang lành mà đêm hôm qua khuya khoắt em tới đó làm gì? Tất nhiên là từ đầu. Sự cố bão bùng gì, rõ ràng là một âm mưu. Con thỏ này muốn dụ em tới đó, chắc chắn có trá. Này, em quên rồi sao? Lần trước em cũng chết trong tay Khưu Hiểu Thần chưa đầy 18 tuổi đó. Em đúng thật là gặp cứng thì cứng, gặp yếu thì IQ âm luôn. Một tin nhắn đã dọa em xoay vòng. Em thật là... Thôi công bằng chút, không thể yêu cầu quá cao về đầu óc của nữ ngôi sao xinh đẹp. Sau này em đi vệ sinh cũng dẫn chị theo, kẻo lại gặp sự cố gì nữa. Đi thôi. Đi tìm con nhỏ kia. Chị là ai? Chị làm gì vậy? Xin thưa, hôm qua điện thoại của em bị mất rồi. Chị đang tìm em à? Nhóc thối, đừng có giở trò với bọn này nhé. Đừng tưởng bảo là bị mất điện thoại thì sẽ gạt được bọn này. Rốt cuộc em đã gạt các chị chuyện gì? Điện thoại bị mất thật mà. Không tin chị cứ kiểm tra cặp của em. Đúng là xui xẻo. Em thừa nhận hôm qua em định chụp lén một tấm lúc chị rời đi để khoe với bạn bè. Ai ngờ chẳng những không chụp được mà còn bất cẩn bị ngã xuống xe. Đang đi học bình thường tự dưng biến thành đi bệnh viện. Vào bệnh viện khâu vết thương ra. Vừa về tới trường phát hiện mất điện thoại. Không biết để quên trên taxi hay là bị móc túi lúc ở trong bệnh viện nữa. Ban đầu còn gọi được nhưng cứ luôn bị cúp. Hôm nay gọi lại thì tắt máy luôn. Dù sao cả ngày hôm qua em đã xui xẻo đủ đường rồi. Nhưng khó hiểu ghê. Tại sao tự dưng chạy đến trường em nói em lừa gạt? Có liên quan gì tới điện thoại của em sao? Đây là ai thế? Không phải em thật đó. Rốt cuộc người này muốn làm gì? Lạc quan quá nhỉ. Cũng đúng, dù sao đã chết một lần rồi. Nói thật, thật ra chị rất tò mò, nếu em lại gặp phải bất trắc gì nữa, lần sau có sống lại trên người một ai khác không? Em không nỡ bỏ cơ thể này, hay là không nỡ bỏ người bên cạnh cô ấy? Chị biết em chống cự câu hỏi này, nhưng cho phép chị phân tích rõ với em. Chị thật sự cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ. Nè, em làm thôi miên sandbox mới nhớ lại chuyện đã xảy ra trên du thuyền đêm ấy. Cả quá trình chỉ có mỗi Quan Tồn bên cạnh em. Trong trạng thái thôi miên, em vốn không biết anh ấy đang hỏi gì và em đã trả lời gì, đúng chứ? Vậy em cũng đã nói, làm hết đợt trị liệu đó, anh ấy như trở thành một con người khác, em và anh ấy bỗng nảy sinh khoảng cách. Nào chỉ là trốn tránh, chắc chắn anh ấy vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Không chừng anh ấy sẽ cho rằng em đã dùng vô thuật nào đó hại chết, sau đó chiếm lấy cơ thể cô ấy, chiếm nhà của cô ấy, thậm chí còn chiếm luôn tình yêu của cô ấy. Kể từ khi anh ấy nhận ra sự thật, anh ấy bắt đầu theo dõi em, chuẩn bị trả thù. Hay sao mà đúng lúc gặp trời bão, anh ấy bắt đầu hành động. Đêm trước khi bão đổ bộ, người theo dõi em chính là anh ấy. Nhưng anh ấy không tìm được cơ hội ra tay. Sáng hôm sau, em chạy đi gặp Hư Phong thì lại bị anh ấy theo dõi. Là bác sĩ ngoại khoa hàng đầu, tâm tư anh ấy tinh tế biết bao nhiêu. Chắc chắn anh ấy đã quan sát trước hoàn cảnh ở đó, sau đó phát hiện rất hợp để gây án. Thế là anh ấy tỉ mỉ sắp đặt chuyện này. Đầu tiên là trộm điện thoại của Hư Phong, sau đó giả dạng Hư Phong dụ em sa lưới. Sau đó anh ấy dùng cái kìm phẫu thuật sắc bén để kẹp đứt dây bảng quảng cáo, khiến nó rơi ầm xuống, không chút sơ hở. Nếu em chết, cả thế giới đều sẽ tưởng kẻ đầu sỏ gây họa là Long Vương. Có thể gọi là hành vi phạm tội hoàn hảo, rất phù hợp với hình tượng IQ cao của Quan Tồn. Nói xong rồi. Thế nhưng thái độ em vậy là sao? Mặt mũi không quan tâm gì thế? Em không thấy những lời phân tích của chị chặt chẽ lắm à? Chuyện này à, em cũng đã nói, tri giác cuối cùng của em là có vật nặng đè lên. Có khi nào thật ra là một người đè lên em không? Chị vẫn đoán là anh ấy. Anh ấy đã mềm lòng vào phút cuối cùng, lao về phía em, đẩy em ra. Đúng thế, chắc chắn là vậy. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi. Anh ấy cũng luôn gặng hỏi bản thân mình, rốt cuộc người mình yêu là ai. Đến tận khoảnh khắc bản quảng cáo rơi xuống, cuối cùng anh ấy đã thấy rõ lòng mình. Anh ấy chỉ không quên được thuở nhỏ, nhưng người anh ấy yêu lại là linh hồn hiện tại của em. Này, em đi đâu đó? Chị bịa hồi nào đâu, rõ ràng có lý lắm. Cái này hả? À, tại sao lại là biên kịch nghèo trả tiền? Chị đã kể cả buổi chiều chưa kịp nuốt nước miếng luôn đó. Tới hồi nào vậy? Em đứng im đó nhìn lén anh bao lâu rồi? Hiếm khi em tới một lần, không quan tâm anh mà lại lãng phí thời gian hỏi tiểu Tây đi đâu. Biết ngay em không nói được lời gì hay. Cái tốt không học, toàn học xấu. Nhắc đến quảng cáo bị thay, em biết Mars đã bỏ nhiều vốn liếng ra. Không biết cuối cùng họ sẽ chọn ai thay thế Diệt Nhu. Đúng rồi, nghe nói mai Thôi Hết sẽ dẫn 4 thành viên của One For You đến. Thế nào, có muốn gặp không? Đón sân bay đó, tình nghĩa chủ nhà, hợp lý quá mà. Càng thân mới càng tìm hiểu được nội tình bên đối phương chứ. Mai anh đến đón em. Hiện trường sẽ có phóng viên thôi, nhớ ăn mặc đẹp một chút. Đừng để thua idol Hàn Quốc nha. Hả? Wow! Không muốn nghe nửa câu sau à? Anh nhận ra em càng ngày càng không lễ phép trước mặt tiền bối. Tất nhiên là lời hay anh muốn nói. Đừng ra sân bay nữa. Mặt đẹp như vậy, chỉ bằng chúng ta đi hẹn hò nha. Sao vậy được? Rõ ràng đang chia sẻ độ tập trung giúp sân bay mà. Chờ họ xuất hiện, chúng ta chia làm hai đường. Em đi đón, còn anh từ phía khác tới, thu hút một số phóng viên và fan. Hôm nay cô cũng đến đón One For You sao? Có thể mời đội trưởng Đa Hỷ đại diện các thành viên chào hỏi fan không? Xin chào mọi người, chúng mình là One For You. Đa Hỷ, các cư dân mạng nói thực lực của các bạn nghiền ép thực tập sinh trong Star Dior. Xin hỏi các bạn thấy thế nào về việc này? Nghe nói fan của Tống Diệt Nhu rất bài xích chuyện chọn người thay thế. Các bạn có lo sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Star Dior không?